Yo, hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Dũng, chủ kênh của Dũng Senpai. Và mình là cựu sinh viên của FPT Polytechnic Đà Nẵng, khóa 2014-2017. Tên thật của mình là Nguyễn Bá Dũng, mình sinh năm 1996, bây giờ là 25 tuổi. Và mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, học tập một thời gian ở Đà Nẵng. Sau đó hiện tại là mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã chuyển vào đây sống được 4 tháng rồi. Hello các em sinh viên FPT Polytechnic Nam, có biết Polytechnic nghĩa là gì không? Học trường mà không biết nghĩa của tên trường là hơi ẩu là nha. Polytechnic có nghĩa là bách khoa. Đây là một sau khi mới vào trường thì có một người thầy đã nói cho mình biết vào trường là phải biết tên của trường nghĩa là gì. Mình tốt nghiệp tại FPT Polytechnic năm 2017 và chuyên ngành của mình học lúc đấy là chuyên ngành ứng dụng phần mềm. Bằng giỏi nha, không nợ một môn nào hết luôn nha, cưng không? Không nợ một môn nào hết luôn, kể cả Mác Lênin các kiểu tôi cũng không nợ luôn. Từ lúc mình tốt nghiệp cho đến bây giờ thì là đã khoảng được 4-5 năm rồi nhỉ, từ 2017 tới giờ lận, mà là mình đã trải qua cũng khá nghe. Mình là biên tập viên, từng là biên tập viên, là dịch thuật viên, là nhiếp ảnh gia, và cho đến bây giờ mình là biên tập viên và là một YouTuber. Hồi đấy mình học khá là nhiều về server này, về coding này, về thiết kế web này, nhưng mà lại không áp dụng được bất cứ cái kiến thức nào. Và có một khoảng thời gian mình học tập về Photoshop với thầy Đặng Quang Vinh ở trường mình vẫn còn nhớ tên thầy luôn mà. Và mình học được cái editing video, tức là chỉnh sửa video từ bạn bè, từ đồng nghiệp người quen trong trường. Và đây cũng là cái khoảng thời gian, cũng là cái kiến thức mà quan trọng nhất, khoảng thời gian quan trọng nhất và làm nền móng cho cái công việc YouTuber sau này của mình anh em ạ. Thì kênh YouTube của mình là kênh Dũng Senpai, được tạo ra từ rất là lâu, khoảng 10 năm trước cơ. Nhưng mà chỉ từ cuối 2016 thì mình mới bắt đầu đăng tải những cái video đầu tiên lên kênh. Và cái lý do mà cái kênh mình, kênh Dũng Senpai nó ra đời, nó đơn giản lắm em, mà chỉ là mình xem trên YouTube mình thấy cái ông kia làm video chơi game dở quá, nói cực dở luôn, nên là mình nghĩ là mình có thể làm được tốt hơn ông này. Thế là tôi tạo ra một cái kênh YouTube. Nhưng mà sau một khoảng thời gian làm thì tôi phát hiện là tôi làm còn dở hơn ông kia nữa. Vào những tháng cuối cùng còn học tập tại FPT thì mình đã được nhận đi phỏng vấn để vào một công việc làm về thiết kế web. Nhưng mà mình lại không đi phỏng vấn, hôm đấy mình bỏ đi phỏng vấn luôn. Và mình tập trung ngồi nhà để chơi game và làm video và không đi phỏng vấn luôn. Và đó thực sự là một cái bước ngoặt của mình cho cái công việc cho đến hiện tại bây giờ, là mình trở thành một YouTuber. Nhưng mà tôi không khuyến khích anh em bỏ ngang cái chuyện mà đi phỏng vấn nha. Đó là một cái cơ hội rất là tốt để biết được xem là mình có phù hợp với cái công việc đấy không. Tại vì hồi trước tôi dại dột quá nên là tôi mới bỏ ngang phỏng vấn vậy ạ. Sau đó thì mình trải qua rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều biến cố, rồi là thành công. Thì cái kênh này, cái kênh Dũng Senpai này nó mới được cái kết quả như bây giờ. Và kênh Dũng Senpai thì chuyên nội dung phần lớn là về gaming, game kinh dị, game hành động, và có những nội dung khác như là vlogging và tất cả những nội dung liên quan tới mình và liên quan tới đời sống của mình. Công việc chính hiện tại của mình là YouTuber, và hiện tại là mình có thêm một công việc phụ nữa, đó là edit, là một editor chỉnh sửa video cho một kênh doanh nghiệp khác cũng trên YouTube luôn. Nhưng mà mình không tiện thể nói tên ra ở đây, rất là mong anh em thông cảm. Mình thực sự là không có nhiều ấn tượng về học tập tại FPT Polytechnic, nhưng mà mình cực kỳ là ấn tượng và có ấn tượng rất là tốt về thầy cô trong trường. Mọi người thực sự hồi đấy 2014 20 cho đến 2017 mọi người rất là hòa đồng, thầy cô thực sự là thân thiện và rất là vui vẻ và có trình độ cao nữa nha. Và đó là cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy thầy cô thực sự là gần gũi với sinh viên, với học sinh đến như vậy luôn á. Hồi còn đi học tại FPT Polytechnic thì mình đã có cực kỳ là nhiều kỷ niệm về cái chuyện đi cắm trại lẫn đi học quân sự tại trường. Thực sự đi cắm trại hay là đi học quân sự cùng với bạn bè, cùng với mọi người là một cái kỷ niệm mà các bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ qua đâu.
Tôi thề, tôi đảm bảo luôn, cực cực kỳ vui, để lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm, rất là nhiều buồn vui, rất là nhiều cái đến bây giờ mình vẫn còn nhớ luôn, nhưng mà nó rất là dài luôn đấy, nên mình sẽ không kể quá nhiều ở đây. Nhớ nha, tuyệt đối đừng có bỏ đi cắm trại hoặc là bỏ đi học quân sự nha. Sau một khoảng thời gian khá là dài, 3 đến 4 năm mình theo đuổi cái công việc mà mình yêu thích, mình đam mê. Và vì yêu thích chơi game nên mình đã theo cái nghề YouTuber này. Và mình có một vài lời khuyên dành cho các bạn. Tuy các bạn nghe sẽ khá là quen thuộc đây, nhưng mình đảm bảo là nó sẽ cực kỳ quan trọng cho những bạn mà muốn làm YouTuber hay là kể cả những cái nghề khác. Nghe nha, nghe nha, đây là phần cực kỳ quan trọng nè. Cái đầu tiên nè, làm cái công việc mà bạn yêu thích, bạn đam mê, nó sẽ mang lại cho bạn những cái thành quả mà bạn không thể ngờ tới được luôn đấy. Thứ hai này, bạn sẽ không bao giờ làm được một cái gì nên hồn, một cái gì ra hồn nếu mà bạn chỉ quan tâm tới tiền bạc. Cái thứ ba này, bạn đừng quan tâm quá nhiều tới những gì mà người khác nghĩ, người khác nói, người khác nhận xét đánh giá về bạn. Hãy cứ làm những cái gì mà bạn yêu thích, làm những gì mà bạn đam mê, làm những gì mà bạn cho là đúng. Và nếu cho dù là bạn có sai đi trong việc đấy chăng nữa, bạn sai nha, bạn nhận hậu quả nha, cho dù là hậu quả đấy lớn hay nhỏ, thì chúc mừng bạn. Bởi vì nhận những cái thất bại đấy, nhận những cái hậu quả đấy mới giúp bạn trưởng thành lên được, mới giúp bạn có thêm được nhiều kinh nghiệm hơn. Thứ tư này, đừng bao giờ nghĩ cái nghề YouTuber là đơn giản. Đây là một trong những cái nghề mà có doanh thu cao top đầu. Nhưng ngược lại, bạn sẽ thường xuyên bị áp lực, bị stress về ý tưởng, về rất là nhiều vấn đề khác. Ví dụ như là bản quyền âm nhạc này, bản quyền video này. Một cái nghề mà bạn sẽ phải sử dụng rất là nhiều sức khỏe để mà đổi lấy tiền bạc. Và một lời khuyên cuối cùng dành cho những ai xem tới cuối video này, những người em đang học tại FPT Polytechnic, đó là hãy kết bạn thật là nhiều khi mà các bạn còn có cơ hội. Thực sự sau 2 năm 8 tháng mình học tại FPT Polytechnic thì những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình học được thông qua bạn bè, thông qua đồng nghiệp, thông qua những người quen là những thứ còn giá trị hơn gấp nhiều lần so với những kiến thức mà mình học được từ trên trường, học được từ thầy cô. Nhớ nha, kết bạn cho thật nhiều vào. Bạn đi một mình thì bạn sẽ đi nhanh, nhưng mà bạn muốn đi xa thì bạn phải đi cùng nhau. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh đang dịch Covid, chán lắm các bác ạ. Thôi được rồi, xin phép mình được ngừng ở đây. Và một lần nữa, mình cựu sinh viên tại FPT Polytechnic chúc các bạn sinh viên đang học tập hay là chuẩn bị học tập tại FPT Polytechnic thì sẽ có một cái kỷ niệm, sẽ có học tập được rất là nhiều từ bạn bè, từ thầy cô. Chắc giờ trường cũng 3-4 năm rồi, trường chắc cũng tốt lên phần nào rồi đó. Được rồi, chân thành cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!